Hello, hello, xin chào các bạn. Chúng ta đã có cái thông tin mới nhất liên quan tới cái chỉ số thất nghiệp tại Hoa Kỳ. Như mà nào mà theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã hội đó thì cũng đã thấy thu năng cái thông tin này ở trên Twitter, Facebook và Telegram. Thì cái thông tin đó là biên chế phi nông nghiệp. Như là đây là cái số lượng việc làm có thêm trong tháng mà không tính những cái ngành làm nông đó đã tăng. 528.000 và tỷ lệ thất nghiệp đó là mức 3,5%. phần trăm thì điều này có nghĩa là gì và tại sao chúng ta lại phải quan tâm đến Nhất là những bài nào mà chỉ đầu tư crypto mà thôi Thì đừng chia sẻ với các bạn đó Đây là cái thống kê hàng tháng về cái số lượng việc làm có thêm từ Hoa Kỳ Thì cái ước tính á Dow Jones đưa ra ước tính là 258.000 việc làm nhưng mà chúng ta thấy được là con số thực tế đó đã cao hơn gần như là gấp đôi luôn 528.000 việc làm và phần trăm tỷ lệ thất nghiệp đó của Dow Jones ước tính là 3,6% chúng ta ở mức là 3,5 còn tốt hơn cả Dow Jones nghĩa là cái chỉ số thất nghiệp và công an việc làm ở Hoa Kỳ đã cực kỳ tốt dựa theo cái bản báo cáo này thì chi tiết hơn đó là chúng ta có thể thấy được những ngành nào mà có thêm cái sự tăng trưởng về công an việc làm tại vì gần đây chúng ta nghe nói tới công ty này tới công ty kia họ sa thải nhân viên họ ngừng mướn người và phần lớn đó các bạn để ý đó là những công ty liên quan đến công nghệ như là công ty Roman Hood ta nói tới công ty Coinbase vân vân nhưng mà nhìn vào cái bản thống kê này đó thì công an việc làm đến từ đâu đúng là chúng ta có rất là nhiều à, những cái công ty bây giờ họ sa thải nhân viên hay là nhân mướn người nhưng mà ngược lại đó những ngành khác không phải liên quan đến công nghệ hay là liên quan đến ngân hàng thì vẫn có sự tăng trưởng như là chúng ta nhìn thấy được đó, đầu tiên hết cái số lượng việc làm tăng nhiều nhất là đến từ cái ngành du lịch như chúng ta nói tới nhà hàng không hay là những cái khách sạn tăng việc làm rất nhiều. Theo mọi đó chúng ta thấy được là thứ nhì đó chính là những cái công ty đó họ vẫn đang mướn nhân viên văn phòng. Thứ ba nữa đó là ngành chăm sóc sức khỏe. Thứ tư đó là làm việc cho những cái đơn vị của nhà nước. Thứ năm là cái ngành liên quan đến xây dựng. Thứ sáu đó là cái ngành liên quan đến sản xuất. Thứ bảy là cái ngành liên quan đến những cái công ty, những cái mo bán hàng. Và cuối cùng đó là cái ngành liên quan tới vận chuyển. Tám ngành đây là tám ngành mà có nhiều cái số lần việc làm nhất trong tháng. Có nghĩa là chúng ta thấy được là một điều là một cái số lượng người mà bị sa thải đó so với cái số lượng người mà được có thêm việc làm đó thì cái số lượng người có thêm việc làm đó nhiều hơn cái số người sa thải cho nên chúng ta thấy được là cái phần trăm thất nghiệp bây giờ đang mức thấp là ba phẩy phần trăm mà thôi và điều này có nghĩa là gì đây là một thông tin tốt nhưng mà thị trường vẫn ra sao các bạn có thể nghĩ là thông tin này là thông tin tốt có nghĩa là nền kinh tế của hoa kỳ vẫn ổn người ta không có thất nghiệp như là nhiều người nghĩ thì có phải là thị trường chứng khoán là một màu xanh hay là không thì không phải các bạn thấy được là hôm nay một ngày mà cũng có nhiều cái sự dao động nhưng mà kết thúc đó thì chúng ta nhìn vào chỉ số Nasdaq đã xuống 0.5%, S&P 500 xuống 0.16, chỉ có chỉ số Dow Jones tăng 0.2% mà thôi. Và chúng ta có thể thấy được là bây giờ về dầu đó thì dầu vẫn đang cái mức là trên đà đi xuống ở mức là 88 đô cho một thùng dầu. Còn vàng đó thì một lần nữa đã dưới 1.800 đô, bây giờ là 1.792 đô cho một ounce vàng. Và hôm nay chúng ta không có chỉ số pre-market Tại vì hôm nay là cuối tuần mà Không có chỉ số pre-market Thì nói chung chúng ta đã thấy được là cái thông tin này là thông tin tốt Nhưng mà đã dẫn đến là thị trường chứng khoán là một màu đỏ Tại sao? Tôi sẽ chia sẻ thêm một lát nữa Còn về crypto thì sao? Crypto đó chúng ta cũng thấy được là khi mà có cái thông tin Liên quan đến phần trăm thất nghiệp đó, Thì giá của BTC cũng đã đi xuống từ mức là 23.400 mà xuống liên tục mấy tiếng đồng hồ xuống mức thấp nhất ngày hôm nay đó là 22.700 trước khi mà họ phục trở lại bây giờ mức là 23.247 thì thì nói chung đó khi mà thường refresh cái trang CoinGecko Cái mức giá của BTC ngày hôm nay đó thì vẫn tốt hơn so với ngày hôm qua là 2.6% Ethereum đó thì vẫn tiếp tục tăng trưởng 7.9% Một lần nữa đó hơn 1.700 đô thường cũng có cái thông tin liên quan tới Ethereum thường muốn chia sẻ với các bạn một lát nữa Và những đồng khác thì cũng có sự tăng trưởng tương tự như là BTC Trong cái tháng 100 này đó thì đồng tăng nhiều nhất là Decred Decred là một chuyến đồng mà có thể nói là 3-4 năm rồi thường không nghe nói tới Nhưng mà hôm nay đã tăng 88 Phần trăm. Hollow uh, thì tăng 20,2%, Near tăng 15,7%. Thì cũng có cái thông tin liên quan tới Near, uh, tôi muốn chia sẻ với các bạn. Một số bạn uh, thì lo lắng là có phải Near cũng giống như là Solana? gặp sự cố tương tự là các bạn có thể mất tiền trong bí hay không thì sẽ chia sẻ thêm với các bạn một lát nữa còn về những đồng nào xuống nhiều thì hầu như cũng không có đâu và tổng số vốn hóa bây giờ đó là 1,15 nghìn tỷ hiện tại với cái phần trăm của BTC đó lại tiếp tục giảm xuống bây giờ còn 38.7% và Ethereum là 18.1% tổng số vốn hóa hiện tại thì tại sao mà chúng ta lại thấy hiện tượng là có thông tin tốt ngày hôm nay liên quan đến nền kinh tế của Hoa Kỳ nhưng mà chứng khoán đó Nasdaq lại là màu đỏ S&P 500 lại cũng là màu đỏ, crypto nó cũng có cái sự bản ứng tương tự trước khi mà có sự hồi phục trở lại thì câu trả lời cũng đơn giản thôi tại vì hai điều mà Fed quan tâm nhiều nhất đó chính là phần trăm lạm phát và chỉ số thất nghiệp chỉ số thất nghiệp mà vẫn còn tốt thì có nghĩa là Fed vẫn còn có thể tăng lãi suất đó là điều mà Fed đã nói rất rõ ràng cho nên về cái xu hướng là thất nghiệp vẫn còn thấp thì khả năng là Fed lại sẽ tăng lãi suất và có thể tăng mạnh hơn là con số 0.5% phần trăm mà nhiều người nói tới từng vừa rồi và hôm nay đó chúng ta đã thấy là có hai ngân hàng Thứ nhất là JP Morgan thì JP Morgan nói là bây giờ sau khi mà có thông tin tốt về cái phần trăm thất nghiệp thì thông tin tốt này trở nên thông tin xấu tại vì thất nghiệp thấp thì Fed có thể là tăng lãi suất cao hơn cho nên ngân hàng JP Morgan bây giờ đang nghiêng về là Fed sẽ tăng lãi suất là 0.75% trong đợt tăng trưởng kế tiếp nhưng mà đợt như kế tiếp các bạn đang nhớ là không phải tháng này mà tới tháng sau lận cuối tháng 9 nhưng mà Goldman Sachs thì vẫn nghĩ là đối với những thông tin này họ vẫn cho là Fed chỉ tăng lãi suất 0.5% mà thôi. Và đương nhiên Fed tăng lãi suất 0.5% đó là cái mức mà chúng ta muốn thấy nó thấp hơn là cái mức 0.75 mà chúng ta vừa thấy cái lợt rồi thì điều này đó sẽ dẫn đến là thị trường là một màu xanh. Nhưng mà bây giờ đó đây là hai ngân hàng có hai nhận định khác nhau và hiện bây giờ đó cái lãi suất của Fed là ở mức 2.25 tới 2.5. -2 Khi mà chúng ta nhìn vào hợp đồng tương lai đó thì chúng ta nhìn vào cái Fed Fund Tour này các bạn đã thấy là cái đợt kế tiếp mà Fed tăng lãi suất đó là tới 46 ngày sau lận chứ không phải là tháng này thì uh, bây giờ đã hợp đồng tương lai cho chúng ta thấy gì thì bây giờ đã các trader thì uh, đã nghiêng về cái phía là Fed sẽ tăng 0.75%, nhiều hơn là 0.5. Các bạn thấy trên màn hình đó là 66% nghĩ là sẽ tăng 0.75, uh, còn phần còn lại đó là 33% nghĩ là Fed tăng 0.5% mà thôi. Cái con số này nó sẽ thay đổi liên tục. Và từ đây cho đến cái ngày mà Fed họp đó cũng còn một thời gian rất là dài Tôi sẽ cập nhật thêm với các bạn khi mà ngày đó đến gần Nhưng mà nói chung là sau khi có thông tin tốt liên quan đến phần trăm thất nghiệp Thì mọi người bây giờ lại nghiêng về là Fed sẽ tăng 0.75% Đó là cái hiện tượng mà có cái sự dao động ngày hôm nay Nhưng mà ít ra đó chúng ta cũng đã thấy được là mọi người không còn sợ như trước nữa Các bạn đang nhớ là trước đây đó, mỗi lần mà có thông tin nào tốt về tình hình kinh tế thì thị trường rất là đỏ tại vì sợ Fed tăng lãi suất cao. Bây giờ thật ra đó ai cũng hiểu là Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất cho đến từ đây đến cuối năm. Cho nên tăng 0.5, 0.75 người ta cũng đã quen rồi. Đây có thể là lý do tại sao mà những trader họ không còn quá lạ với những thông tin này nữa. Và ngay cả chứng khoán đó tuy là Nasdaq xuống nhưng mà chúng ta thì rời xuống chỉ có 0.5% mà thôi và ngược lại Dow Jones lại tăng 0.23%. Điều quan trọng hơn hết là chỉ số CPI tuần sau sẽ có thông tin về chỉ số lạm phát cpi tại hoa kỳ à, và tôi sẽ chia sẻ với các bạn chi tiết hơn hy vọng là con số đó đó có xu hướng giảm xuống thì lúc đó chúng ta mới thấy là fed sẽ có những cái quyết định khác liên quan lãi suất nhưng mà chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ đợi tuần sau xem coi là chỉ số lạm phát như thế nào mà thôi chúng ta muốn thấy là chỉ số lạm phát cpi giảm tháng này và tiếp tục giảm thêm tháng sau và cũng có một câu hỏi mà nhiều người cũng nhận thấy được đó chính là chúng ta cứ nghe nói là tỷ lệ thất nghiệp thấp nhưng mà tổng sản lượng quốc nội GDP lại giảm hai quý liên tục thì có phải là có gì đó không đúng hay là không thì thật ra thông thường đó, hai cái tỷ lệ này nó đi song song với nhau đương nhiên các bạn thấy được là GDP giảm có nghĩa là những công ty đó khả năng là thu nhập của họ thấp hơn cho nên GDP mới giảm và điều này dẫn đến là công ty có thể là sa thải nhân viên dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp tăng lên cho nên hai cái này đó nó đi cùng một xu hướng nhưng mà hiện bây giờ thì không phải có thể là chúng ta có một cái gì đó nó trì hoãn có thể là qua quý sau mọi thứ nó sẽ cân bằng trở lại hay là cái số tỷ lệ phần trăm thất nghiệp đó là dựa vào có thể là nhiều người họ làm hai job hay là ba job họ làm nhiều công việc để có thể là chống chọi với lại phần trăm lạm phát cũng có thể. Nói chung thì bây giờ cái phần này nó cũng không có hợp lý lắm. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi thêm quý kế tiếp để xem coi là chỉ số GDP như thế nào mà thôi chứ nếu như mà cứ kéo dài tỷ lệ thất nghiệp cứ nói là thấp nhưng mà gdp cứ giảm liên tục thì đối với thường cũng không hợp lý lắm đâu có phải là có thông tin giả không thì cũng không hẳn đâu à, nhưng mà đương nhiên đây chỉ là một cái chỉ số thì chỉ số là do người tính thì họ có thể là tính à, theo một cách nào đó để có lợi cho họ điều này hoàn toàn là có thể thông chí có thể chia sẻ với các bạn đó là ngoại trừ phần trăm thất nghiệp thấp ra đó thì điều này đối với bản thân thường nó cũng có thể là sự thật tại vì chúng ta nhìn xung quanh đó, nhưng mà nào mà ở hoa kỳ thì các bạn có thể được là cái số lượng người mà các bạn biết thì bây giờ thất nghiệp đã thực sự không có cao bản thân thuận thì về phương diện bạn bè thì hầu như không biết bạn bè nào của thuận hiện giờ đang thất nghiệp hết còn về những cái tài sản đó thì chúng ta thấy được là cái thông tin liên quan tới bất động sản gần đây đã có xu hướng suy giảm thì cũng đã chia sẻ với các bạn nhưng mà gần đây đó thuận cũng dành nhiều thời gian hơn để mà đi xem nhà nhất là những nhà quận cam thì thuận có thể nói với các bạn là cho dù là giá nhà bây giờ nó mềm hơn là so với cái đây vài tháng nhưng mà cái sự cạnh tranh vẫn có những nhà mà tốt với địa điểm tốt thì vẫn có nhiều offer nhiều người tới để mà điền đơn để mà mua thì giá nhà cũng không có phải là giảm bao nhiêu đâu chỉ là mềm một chút mà thôi và cái giá nhà mà các bạn thấy giảm nó thật ra là phần lớn theo thuần đó là tại vì người ta đăng cái giá nhà quá cao cái đây hai tháng bây giờ họ điều chỉnh xuống cho phù hợp với cái giá hiện tại mà thôi chứ không hẳn là giá nhà đã giảm mạnh đâu thì bây giờ ở cali thì nói chung giảm trung bình chỉ có năm phần trăm mà thôi còn về có giảm hay không thì phải chờ đợi chúng ta mới biết được. Và đây là một thống kê rất là thú vị được chia sẻ ở trên Twitter mà cũng muốn chia sẻ với các bạn. Thì thống kê này đó các bạn thấy được là đây là cái số lần mà S&P 500 đó, chỉ số chứng khoán mà chúng ta thường hay xem đó, chỉ số S&P 500 các bạn đã biết rồi. Thì mỗi lần mà cái chỉ số này mà có cái xu hướng xuống hơn 15% thì những quý kế tiếp, những năm kế tiếp nó sẽ là sao thì ở đây là cái uh, tỷ lệ thống kê sau chiến tranh thế giới thứ 2 thì chúng ta theo là tổng cộng trên đây là có là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đã có 9 lần mà chúng ta có cái uh, phần trăm chỉ số S&P 500 rớt hơn 15% trong một quý thì các bạn thấy được là cái uh, Cột kế bên này đó thì sau khi rớt hơn 15% quý kế tiếp thì sao? Các bạn thấy được là trong tất cả thống kê này đó, trong chính thống kê này chỉ có một đợt duy nhất là chúng ta có thêm một quý nữa. Sau khi rớt 15% thì quý kế tiếp rớt 11.67%, phần còn lại đó là cái quý kế tiếp là màu xanh. Nửa năm sau tất cả đều là màu xanh. Một năm kế tiếp cũng là màu xanh thì trung bình sau khi mà chỉ số S&P 500 rớt hơn 15% đó thì trung bình quý kế tiếp là tăng 6 trăm nửa năm sau trung bình tăng 15.15% .15 và năm kế tiếp đó thì tăng 26.07%. Nói chung thì nếu như mà lịch sử lặp lại lần này đó tiếp tục như vậy thì chúng ta có khả năng thấy là cây quý 3 này sẽ là một cái quý mà có cái sự tăng trưởng khoảng chừng là 6% cho chỉ số S&P 500. Và nếu như các bạn tin tưởng cái sự tương quan giữa chứng khoán với lại crypto đó thì cũng là một cái thông tin tốt tôi muốn chia sẻ với các bạn. Thêm vào đó nữa chúng ta lại có thêm một cái chỉ số là có thể là chúng ta đã ở gần đấy rồi Tại vì uh, Jim Cameron hôm nay nói là tôi không còn cực kỳ hứng thú với crypto nữa Rồi nó dạy như bạn mà thôi Thường thì Jim Cameron nói gì thì các bạn thấy được là tình hình là ngược lại Jim Cameron nói mua Netflix thì Netflix đi xuống Jim Cameron nói thích Coinbase thì Coinbase rất tơi tả Bây giờ Jim Cameron nói là không thích crypto nữa, hy vọng là crypto có cơ hội. Ngoài trên thông tin này chúng ta còn một thông tin khác cũng khá là thú vị, đó chính là thông tin là Amazon mua lại công ty iRobot. Thì iRobot là gì? iRobot đó là các bạn nhìn thấy trên màn hình đó, đây là những cái con robot mà nó đi xung quanh nhà để mà chui nhà hay là hút bụi cho các bạn đó để cho các bạn thấy được đây là những con robot mà nó chạy vòng vòng nhà. Thì Amazon mua cái công ty này để làm gì? và họ mua với cái giá bao nhiêu thì Amazon nó mua công ty iRobot này với cái giá là 1.7 tỷ đô la con số hoàn toàn không nhỏ và tối thuần nó thì những con robot này thường không có thích à, nhưng mà nào mà đã từng sử dụng thì sẽ hiểu các bạn có thể là dùng cái máy hút bụi hút bụi chỗ nào các bạn cần giống như là cái chỗ này đi các bạn thấy được là trên cái tấm hình á để là có một phần dơ ở cái chỗ này thì các bạn có thể dùng máy hút bụi hút trong vòng chỉ có 30 giây là xong rồi các bạn mở cái con robot này nó sẽ chạy vòng vòng nhà cho đến khi nào nó chạy tới đây đó, thì đã 5 tiếng sau rồi nó mới nó mới có thể là hút bụi được cho nên phần lớn nó thường cảm thấy là nhiều người họ cũng không thích xài cái con robot này đâu tại vì nó thực sự là không có thông minh lắm nó chạy vòng trong nhà thì tại sao Amazon lại bỏ số tiền lớn 1,7 tỷ để mà mua robot chui nhà như vậy có phải tại Amazon rất thích chui nhà hay không thì đương nhiên là không phải rồi khi mà chúng ta đọc cái phân tích bên dưới này đó thì cái điều rất rõ ràng đó là Amazon mua công ty này không phải là chỉ mua công ty này để sản xuất những cái máy để mà hút bụi chui nhà đâu tại vì Amazon nó muốn có được những cái dữ liệu mà công ty iRobot này đã thu thập từ bao nhiêu năm qua để có thể hiểu thêm đó thì khi các bạn mở ở cái con robot này đó thì nó có một cái um, con mắt các bạn nhìn thấy trên màn hình đây là cái camera và camera này đó có thể nhận diện được tới uh, 43 triệu những cái đồ vật khác nhau có thể nhận diện được con số rất nhiều và thêm vào đó đó thì uh, con robot này khi mà đã chạy vòng vòng nhà đó để thường zoom và các bạn thấy rõ hơn thì nó sẽ bắt đầu thiết lập một cái bản đồ cái nhà của các bạn như thế nào nơi nào uh, là phòng ăn nơi nào là phòng khách vân vân. Và đương nhiên những tài liệu này đó rất là đáng giá với Amazon. Amazon muốn biết đó, nhà của các bạn mà có con robot này đó thì cái nhà đó là design ra sao. Họ muốn biết là phòng nào làm cái gì và đương nhiên họ muốn biết là các bạn đang sử dụng những vật gì trong nhà để làm gì để cho họ có thể là quảng cáo hiệu quả. Khi mà họ có được thông tin này đó, giả sử như là họ thấy được là trong nhà này là có giống như là cái nôi em bé đi thì họ có thể là biết nhà này có em bé hay là sắp sửa của em bé khi mà họ thấy được là có một cái phòng để chống và bắt đầu là có những cái đồ vật mà con robot này nhận diện ra được là đồ vật của cha em thì họ có thể là bắt đầu quảng bá những cái vật liên quan tới có con cho các bạn để các bạn có thể mua đây là lý do tại sao mà amazon mua tôi cảm thấy nó cũng rất là thú vị cho nên thường chia sẻ với các bạn Thông tin này thật sự cũng không liên quan trực tiếp đến crypto đâu Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó, Thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì một đích thông tin Và không được xem là lời khuyên đầu tư Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự Các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là Coin 98 Super App. Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường. Chỉ với một ứng dụng Coin 98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví mô chain, hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích, giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi. Hãy tải ứng dụng Coin 98 ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh Đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của Coi 98 Như mình nói tới crypto đó thì hôm nay chúng ta có cái thông báo đến từ CD Group Thì CD Group cũng như là nhiều người vẫn đang trông chờ Ethereum 2.0 Và hôm nay CD Group cũng đưa ra một cái nhận định về tại sao Ethereum 2.0 đó lại rất là quan trọng đối với lại Ethereum. Thì chúng ta có đã biết là Ethereum 2.0 chúng ta gọi như vậy nhưng mà thật ra là cái hiện tượng uh, the merge sắp sẽ diễn ra, hiện tượng hợp nhất đó mà bây giờ ước tính là tháng sau chúng ta sẽ có. Thì khi mà hiện tượng này xảy ra thì Ethereum sẽ chuyển thành hệ thống Proof of Stake. Thì đương nhiên uh, còn nhiều câu hỏi và nhiều sự tranh cãi uh, về giống như là chúng ta nói tới triết uh, lý học đi thì về cái nhiệm vụ của tiền kỹ thuật số đó là phi tập trung thì có thật sự là hệ thống Proof of Stake hệ thống cổ phần sẽ phi tập trung hơn hay là tập trung hơn so với hệ thống đào hiện tại hệ thống Proof of Work hay là hệ thống nào an toàn hơn hệ thống cổ phần an toàn hơn hay là hệ thống đào hiện tại an toàn hơn đây là cái sự tranh cãi à, nhưng mà điều mà các bạn cần nên hiểu đó nếu mà nào mà đầu tư vào Ethereum về phương diện tài chính thì chuyển qua Proof of Stake có nhiều cái lợi ích thứ nhất đó là hiện bây giờ không cách nào mà Ethereum có thể cạnh tranh được với những cái nền tảng mới bây giờ giống như là Solana hay là Cardano hay là nhiều bạn ưa thích Nia vân vân thì những nền tảng đó đó là không phải sử dụng hệ thống đào cho nên có thể là nâng cấp nhanh hơn có thể là tăng tốc sử dụng mạng lưới để mà xử lý những cái giao dịch nó lẻ hơn Ethereum thì chưa làm được Tại vì khi mà chuyển qua Proof Stake rồi đó họ mới bắt đầu có những cập nhật đó Liên quan tới Sharding Có nghĩa là công nghệ chia nhỏ ra dữ liệu Để mà xử lý song song cùng lúc Thì lúc đó Ethereum mới thực sự là cạnh tranh được Và cái phí rẻ hơn Bây giờ rất khó Tại vì đào chi phí quá cao và quá chậm Cho nên đó là điều cần phải làm Nhưng mà đi, ngoài trừ điều này ra đó Thì chúng ta cũng thấy được là có một số lợi ích Để đầu tiên các bạn cần nên hiểu đó Chính là sau khi mà chuyển qua hệ thống Proof Stake đó, Thì cái phần trăm mà Ethereum được sinh ra hàng ngày nó sẽ giảm đi con số rất là nhiều Bây giờ ra thì ước tính là khoảng 4,2% Có nghĩa là chúng ta thấy được là cái số lượng Ether sinh ra hàng ngày đó Khi mà được đào ra đó là khoảng 13.436 Đó là con số mà được đào ra ngày hôm qua Thì con số này rất là lớn Nhưng mà khi mà chuyển qua thành hệ thống Proof Stake Thì cái số lượng Ethereum sinh ra hàng ngày đã sẽ giảm xuống 95% Đây là dựa theo cái ước tính hiện tại từ 4, mấy chỉ còn có 0.22 mà thôi. Thì để các bạn hiểu được cái sự ảnh hưởng đó như thế nào. Khi mà chúng ta lấy máy tính ra là hàng ngày đó trung bình là có 13.436 item được sinh ra đi. Bây giờ chúng ta chỉ còn có 5% được sinh ra mà thôi. Thì chúng ta thấy được là chỉ có 671 ether sinh ra để mà thưởng cho những người mà tham gia vào staking. 671 mà chúng ta thấy được là hàng ngày đó cái số lượng ether được đốt đi đó dựa theo cái thống kê này là ngày hôm qua đó tới 1.285 ether bị đốt đi lần. Có nghĩa là nếu cứ tiếp tục như vậy đó mà sự thật là cái số lượng Ether sinh ra giảm số 95% có nghĩa là Ethereum không những là không lạm phát mà còn giảm phát nữa Ethereum sẽ bị mất đi khi mà có nhiều giao dịch đó là điều đầu tiên Điều thứ nhì nữa được nói tới bởi CD Group tại sao mà họ quan tâm đến Ether 2.0 đó chính là họ cần cái mạng lưới nhanh hơn xử lý giao dịch tốt hơn và cái phí thấp hơn điều này chúng ta cũng vừa nói tới rồi điều thứ ba đó là họ nói tới là khi mà chuyển qua thành hệ thống proof stake đó thì cái sự lo ngại về bảo vệ môi trường nó sẽ không còn nữa đối với lại Ethereum tại vì nhiều tổ chức đầu tư đó họ chưa muốn đầu tư vào crypto nhất là đầu tư vào bitcoin tại vì họ sợ là cái tiếng xấu liên quan đến là sử dụng điện quá nhiều lãng phí năng lượng vân vân các bạn đã biết đó là những cái phết liên quan tới bitcoin rồi ethereum thì cũng dính chung tại vì vẫn là hệ thống đào khi mà chuyển qua thành hệ thống cổ phần đó thì cái phần lo lắng đó đã sẽ mất đi khiến cho nhiều nhà đầu tư họ có thể là an tâm hơn khi mà đầu tư vào ethereum đây là những gì được nói tới bởi cd group tại sao mà họ chờ thì tìm 2.0 Các bạn nghĩ sao? Các bạn comment ở bên dưới Thường có một số thông tin khác không thác muốn chia sẻ với các bạn Giống như là những bài nào mà quan tâm đến voyagers Thì uh, có một cái thông tin cũng là tốt Nhưng mà cũng không phải là ảnh hưởng tới tất cả mọi người Voyager đã được uh, tòa án phê duyệt Là họ sẽ hoàn trả lại cái số tiền mặt Ở trong voyagers Thường muốn nhấn mạnh ở đây đó Là cái mà họ sẽ trả lại tuần sau Sẽ trả lại cái số lượng tiền mặt Nếu như các bạn có tiền mặt Tiền mặt có nghĩa là đồng đô la Chứ không phải là đồng USDC Cái đó là crypto Không phải là stablecoin Chỉ là cái phần tiền mặt mà thôi tại vì tiền mặt đó họ đang lưu trữ với ngân hàng Metropolitan thì bây giờ họ sẽ hoàn cái số tiền mặt đó tuần sau còn về cái số lượng crypto đi sau thì bây giờ chúng ta vẫn chưa biết chúng ta chỉ có thể tiếp tục chờ tòa ra quyết định cho tiếp mà thôi xem coi là cái phần tài sản còn lại sẽ phân phối như thế nào một số bạn cũng hỏi thường cái thông tin liên quan tới đồng nia thì nhiều bạn thường nơi đồng nia có phải là giống như là Solana đang có cái sự cố liên quan tới cái phí slope đó, nhiều bạn cũng đã biết thường chia sẻ khá là nhiều à, là người ta sử dụng cái phí slope thì tự nhiên lại thấy là cái tiền của mình trong ví bị mất đi thì có phải nia gặp sự cố tương tự hay là không? Thì dựa theo cái thông tin mới nhất đó là cái đội của Nia mặc dù là họ đã biết cái sự kiện này uh, hồi ngày 6 tháng 6 nhưng mà tới bây giờ họ mới chia sẻ với mọi người họ nói được là đồng Nia thì cũng có sử dụng một cái uh, server tập trung và trước đây đó thì họ cho phép người dùng đó có thể tạo cái ví sử dụng số điện thoại và email để mà tích hợp với cái ví đó và cái tài liệu liên quan tới số điện thoại và email đó à, đã chuyển đến cái server tập trung có khả năng là cái số lượng tài liệu này đã bị đánh cắp nhưng mà sau đó đó thì họ cũng đã xử lý cái việc này và bây giờ họ không có cho kết nối số điện thoại và email với lại cái, cái địa chỉ ví của như nữa nhưng mà cái lỗi này đó là được tìm thấy bởi cái công ty lập trình HXYK thì công ty này nói là không hẳn đâu cái mà họ thấy được đó là cái kết nối của nia giống như là với lại cái ví của slope gì đó cái tài liệu mà chuyển đến cái server đó mà có thể bị đánh cắp đi đó là có thể dính dáng đến những cái khóa cá nhân thì đây là cái lời nói đến từ cái công ty lập trình hxyk mà đã tìm được cái lỗi này của đồng nia đồng nia thì nói là không phải cái mà họ gửi đến những cái server chỉ là email và Chuyện thoại mà thôi, không biết bên nào nói thật nhưng mà những bên nào mà đang lưu trữ đồng nia trong ví đó thì các bạn uh, có thể comment bên dưới, xem coi là có bạn nào gặp trường hợp vào ví của mình nhưng mà tiền lại bị mất đi hay là không. thêm một thông tin nữa là thông tin liên quan tới uh, Nomad thì các bạn hãy nhớ là Nomad uh, đã bị hacker tấn công và cái câu này đã, đã bị đánh cắp đi uh, gần 200 triệu, 190 triệu tổng cộng. À, nhưng mà cái người hacker này đó đã trả trở lại hai uh, đợt một đợt đó là 9, mấy triệu thường nhớ đó là 9 triệu còn đợt kế tiếp đó, họ trả cái phần là khoảng uh, 13 triệu tổng cộng đó, thì cái người mà hacker tấn công uh, đã trả lại 22 triệu rồi thì tại sao lại trả lời tiền? thì các bạn nên biết đó, mỗi lần mà có một cái vụ tấn công lớn như vậy giống như là 190 triệu thì có rất nhiều người quan tâm và cái số lượng tiền này đó là bị theo dõi liên tục chỉ cần các bạn sơ xuất một cái thôi mà để lộ danh tính bạn là ai cái người mà tấn công mạng lưới này đó thì có thể là dễ dàng bị kiện và đi vào tù cho nên cái khả năng là người này cũng có thể là lo sợ tại vì cái số lượng này quá lớn bây giờ ai cũng đang nhìn chăm chăm vào cái số lượng tiền này và làm sao để có thể đổi ra được thành tiền để các bạn sử dụng ngoài đời thì rất khó rất khó để bán số lượng lớn này ở trên những cái sàn giao dịch À, và cái đội Nomad ấy cũng đã nói là chỉ cần trả lại cái số tiền đánh cắp đi đó Thì có thể giữ lại 10% coi như là tiền thưởng mà không bị truy cứu Có thể nhiều bạn nói là tại sao lại trả hết lại chỉ lấy 10% mà thôi Thì các bạn cứ nghĩ đi 190 triệu các bạn là người mà tấn công thành công Bây giờ các bạn chỉ cần trả lại cái số lượng là 90% giữ 10% cho bản thân của mình là cái phần thưởng thì người ta sẽ không chi cứu nữa thì các bạn có thể kiếm được 19 triệu một cách có thể nói là đơn giản đối với thuần thì đây có thể là lý do tại sao như này có thể là đang lo sợ về việc là bị bắt cho nên mới trả lại số tiền này. Hy vọng là chúng ta có thêm nhiều tiền được trả lại. Thông tin kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là thông tin liên quan đến đào Bitcoin và đây là một thông tin rất là thú vị đối với Thuận tại vì sao vậy? tại vì cái thông tin này đã khiến cho nhiều người hiểu được hơn cái vai trò của những cái công ty đào Bitcoin khôi ai cũng nói là đào Bitcoin khôi tốn nhiều năng lượng đào Bitcoin khôi đã lãng phí năng lượng thì thường đã chia sẻ nhiều lần đây không phải là sự thật và cái quan điểm lãng phí năng lượng nó đã sai rồi tại vì năng lượng này đó là được bán cho những công ty đào họ dùng tiền để mà mua chứ đâu có phải là họ có năng lượng miễn phí đâu nhưng mà điều quan trọng hơn đó nhiều người ít nghĩ đến là cái vai trò của những cái công ty đào Bitcoin khôi để mà ổn định cái uh, năng lượng điện của cái khu vực đó để các bạn hiểu rõ hơn đó, là có rất nhiều những cái thợ đào ở Texas hiện tại ở hoa kỳ thì uh, những lúc mà người ta không sử dụng nhiều điện đó, thì uh, những cái mùa đó, đó thì uh, cái nơi mà sản xuất điện họ sẽ dư điện và cái số điện đó nếu mà không được tiêu thụ đó thì cũng lãng phí thì có những công ty đào bitcoin đó họ sẽ mua cái năng lượng đó để mà đào btc để mà kiếm lời những cái thời điểm như là bây giờ đó mùa hè người ta sử dụng nhiều điện thì những cái công ty đào này đó họ chấp nhận tắt máy đào của mình và đây là cái chiến lược của tiểu bang thắt xịt thì những cái xưởng đào này đó khi mà họ không đào thì họ sẽ nhận được một số tiền đến từ cái nơi đó, đến từ địa phương đó là bây giờ trả tiền họ không có đào nữa, ngưng đào để cho cái số lượng điện đó cung cấp cho người dân ở khu đó. Thông tin này đó là những cái thời đào nói là cái số lượng tiền họ nhận được khi mà không đào đó còn nhiều hơn cả khi mà họ đào. Giống như là công ty Riot Blockchain nói đó là đã có lời 9,5 triệu đô la mà không đào Bitcoin trong thời điểm này trong khi mà đào bán đã chưa chắc lời cái số lượng này thì tại sao mà địa phương lại trả tiền cho những công ty này ngưng đào thì tại vì những lúc mà có dư điện đó những công ty này họ đã bỏ rất nhiều tiền để mà mua cái số điện đó nơi đó đã kiếm được rất nhiều tiền từ những công ty đào này rồi thì bây giờ những cái thời điểm mà cần điện nhiều đó họ trích ra một phần để trả lời cho những công ty này thì coi như có hợp lý mà thôi các bạn có thấy được là cái vai trò của những công ty đào đã thực sự giúp ích được cho cái địa phương đó về việc cân bằng điện và có thu nhập tối đa về điện. đương nhiên ngoài chuyện đào ra thì uh, người dân cũng có nhiều cái sự phàn nàn về âm thanh vân vân. Uh, nhưng mà ít ra điều mà muốn nói đây đó là đào bitcoin không hẳn là chỉ xấu cho môi trường đâu. Đào bitcoin thực sự có thể giúp đỡ được địa phương đó cân bằng cái nguồn điện của mình. Và nói tới đây đó thì các bạn đã thấy được là về đào bitcoin thì có rất nhiều thông tin phớt liên quan tới đào btc những bài viết các bạn đang nhớ là năm 2017 đó Họ nói là tới năm 2020 Nếu như mà Bitcoin cứ tiếp tục đào như vậy Thì sẽ dẫn đến là Bitcoin sẽ tiêu thụ hết tất cả nguồn điện trên thế giới Các bạn thấy được là bài viết này được nói tới bởi World Economic Forum và Newsweek Cuối cùng thì sao? Bây giờ đã năm 2022 rồi Bitcoin có sử dụng hết nguồn điện thế giới đâu Cho nên các bạn thấy là hiện bây giờ đó, Bitcoin chỉ sử dụng một phần rất nhỏ của nguồn điện thế giới mà thôi Đây chỉ là những cái bài viết gây tin phết để các bạn sợ và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay hi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này thùng không muốn làm video quá dài để các bạn có thể có một cái uh, cuối tuần vui vẻ và những mà nào mà có thú muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital thì có thể bấm vào cái link bên dưới cái video này để mà tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là nhận được giảm phí giao dịch lên tới 20% khi mà tham gia vào những sàn như là sàn binance và những ưu đại khác như các bạn đã nhìn thấy trên màn hình và một lần nữa thường cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem video ngày hôm nay và ngày mai sẽ có một video thôi hy vọng là các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ tạm biệt các bạn Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a